Bảng G tại World Cup 2022 bao gồm Brazil, Cameroon và hai đại diện tiềm năng của châu Âu là Serbia và Thụy Sĩ. Cái tên nổi bật nhất ở bảng G World Cup 2022 là Brazil, quốc gia duy nhất đã có 5 lần vô địch thế giới. Tuy nhiên, đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối họ nâng cúp vàng danh giá. Do đó, lúc này, người hâm mộ càng nóng lòng chinh phục danh hiệu thứ 6, là quốc gia duy nhất góp mặt ở tất cả các kỳ World Cup kể từ năm 1982, Brazil luôn vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đầu bảng. Selecao đã nhận thất bại trước bỉ ở tứ kết World Cup 4 năm trước nhưng sau đó đã vô địch Copa America 2019 trên sân nhà. Ở vòng loại Nam Mỹ World Cup 2022 diễn ra 12 tháng trước, thay cho tỷ tê đảm bảo tấm vé đến Qatar sớm tới 6 lượt đấu. Phong độ của Brazil trước thềm World Cup là rất tốt với 15 trận bất bại. Họ cũng đang là đội bóng đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Có thể nói trong 20 năm qua, chưa bao giờ Selecao nhận được nhiều kỳ vọng như hiện tại. Đội hình Brazil sở hữu những lão tướng giàu kinh nghiệm như Dani Alves 39 tuổi và đội trưởng Thiago Silva 38 tuổi. Trên hàng công, ngôi sao Neymar dẫn dắt dàn sao đáng gờm, trong đó có bộ đôi Vinicius và Rodrigo của Real Madrid. Phần còn lại của bảng G lại khá cân tải cân sức. Serbia chưa bao giờ vượt qua vòng bảng trong 3 lần tham dự World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập. Hơn nữa, việc không thể vượt qua vòng loại Euro 2020 khiến Serbia có rất ít sự chuẩn bị để thích nghi với một giải đấu lớn. Dù vậy, có lý do để dè chừng Serbia khi họ đã xếp trên Bồ Đào Nha ở vòng loại để tiến thẳng đến vòng chung kết World Cup. Với Alexander Mitrovic, Luka Jovic và Dusan Vlahovic, Serbia đang sở hữu một hàng công nổi bật. Nếu có thể tận dụng tài năng của những ngôi sao này, đoàn quân của Dragan Stojkovic hoàn toàn có cơ hội vào vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã dự vòng chung kết World Cup lần thứ năm liên tiếp. Họ đã vượt qua vòng bảng trong cả năm 2014 và 2018 nhưng đều dừng chân tại vòng 16 đội. Song những gì Thụy Sĩ đã làm được tại Euro 2020 khi loại Pháp để vào tứ kết, loại Italia ở vòng loại World Cup 2022 cho thấy đội bóng này có thể gây ra nhiều bất ngờ. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Murat Yakin, không thể đánh giá thấp Thụy Sĩ trong cuộc đua siết sao ở bảng G. Đội bóng cuối cùng của bảng G, Cameroon trở lại World Cup sau khi lỡ hẹn với mùa 2018. Sau khi lọt vào vòng 16 đội AFC ON 2019, những chú sư tử cán đích ở vị trí thứ ba tại AFC ON 2022. Họ xuất sắc vượt qua bờ biển Nga để giành vị trí đầu bảng ở vòng loại thứ hai trước khi đánh bại Algeria ở vòng play-off để giành vé đến Qatar. Những cầu thủ như Vincent Babacar và Eric Maxim Choupo mô tinh trên hàng công, cùng thủ môn của Inter Milan, Andre Onana là những ngôi sao nổi bật nhưng sẽ là thử thách khó khăn cho Cameroon khi phải cạnh tranh với Thụy Sĩ và Serbia để đi tiếp. Dự đoán, đội hình toàn sao của Brazil sẽ đứng đầu bảng với 3 chiến thắng. Thụy Sĩ sẽ xếp nhì bảng với cách biệt xích sao trước Serbia, còn Cameroon sẽ đứng cuối bảng.